Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thể thành công trong việc vừa trấn an Trung Quốc, vừa vận động Mỹ hay không? Ngày 12 tháng 4, diễn đàn VOA Tiếng Việt có bài Ban giao Việt Trung có tích mới dịch nên tuột" của tác giả Đinh Hoàng Thắng Tác giả Mỹ Mai chưa đầy một tháng mà có nhiều đoàn cấp cao từ Hà Nội lần lượt thăm Trung Quốc thì quả thật, chẳng tích, cũng dịch thành tồn. Tác giả nhắc đến việc Ông Tập kêu gọi Hà Nội sử dụng minh triết chính trị trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên biển Đông. Khái niệm minh triết chính trị xuất hiện gần đây từ một khảo cứu về chính sách đối ngoại Trung Quốc trong kỷ nguyên chuyển đổi từ cường quốc khu vực thành cường quốc toàn cầu. Với chủ tịch Vương Đình Huệ, ông Tập khu biệt minh triết chính trị vào mối bàn giao song phương mà theo ông đó là quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. Tuy nhiên tác giả cho hay, cho đến nay trên truyền thông chính thống của Việt Nam, độc giả không thể nào tìm thấy các chỉ dụ, thượng dẫn của tập chủ tịch về minh triết chính trị, về hệ thống xã hội chủ nghĩa, cũng như về sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu mà hai đảng và hai nước cần đóng góp. Và đây là hình bài trên diễn đàn VOA. Trước đó, theo tác giả, báo chí Việt Nam cũng từng đánh bài lợ các thâm ý mà Ngoại trưởng Vương Nghị truyền đạt cho Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung, rằng Việt Nam cần cảnh giác trước các âm mưu kết bè kéo cánh và không nên tham gia các khối để chống lại nước khác trong khu vực. Tác giả dẫn giới quan sát, theo đó Vương Đình Huệ, nay là con bài cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng, đang đứng trước nguy cơ bị loại bỏ bởi cuộc đấu đá cung định. Vậy nên, với chuyến thăm Bắc Kinh lần này, không loại trừ còn là dịp để ông Huệ thề non hẹn biển với họ tập, ngõ hầu tìm kiếm thêm sự đảm bảo để con đường tiến lên vị trí cao hơn của ông trên các nấc thang quyền lực ở Ba Đình được hành thông. Tác giả nhận xét, sự nhộn nhịp khác thường của ban giao Việt Trung những ngày này khó qua mặt giới quan sát. Một ấn bản uy tín hàng đầu ở Mỹ về chính trị quốc tế mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện tập hợp các quốc gia chuyên quyền như là một dạng liên kết mới không giống với hệ thống đồng minh của Mỹ nhưng vẫn hết sức nguy hiểm việc điểm danh hàng loạt các loại liên minh này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh hơn về những gì thực sự đang diễn ra dưới hình thái móc nối giữa một số nước trong thế giới hỗn mang hiện nay sự kết hợp này mang nhiều sắc thái và khá đậm đặc đối tác trung nga ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều tham vọng trên lục địa á âu quan hệ nga với bình nhưỡng và tehran vốn là chuỗi viện trợ có tầm ảnh hưởng dài lâu trung quốc xích lại gần iran hơn để bổ sung cho liên minh hàng thập kỷ qua với bắc triều nhiều năm, Bình Nhưỡng và Tehran cùng hợp tác để chế tạo tên lửa. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ gặp ông Tập Cận Bình. Theo tác giả, chưa rõ lời cảnh báo sắc lẹm trên có hàm ý gì liên quan đến các chuyển động cấp cao gần đây giữa Việt Nam với Trung Quốc. Bởi vì trước đó một tháng, tờ Washington Post ngày 6 tháng 3 cũng có bài bình luận chắc chúa cho rằng Việt Nam đánh lửa Hoa Kỳ khi ban hành chỉ thị mật 24 vào tháng 7 năm 2023 chủ trương tiếp tục đàn áp xã hội dân sự và hạn chế mọi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền đúng hai tháng trước khi đón Tổng thống Biden sang Hà Nội. Trên thực tế, vẫn theo tác giả, mà cảnh cáo từ Trung Quốc về việc Việt Nam không được kết bè kéo cánh, Hà Nội vẫn chủ động gia tăng số thành viên trong hệ thống đối tác chiến lược toàn diện. Chính phủ Việt Nam vẫn dành cho Mỹ và phương Tây một số đặc quyền về đất hiếm, khí đốt, đường sắt Bắc Nam. Ngược lại, vì lý do chiến lược nhằm be bờ Trung Quốc, Mỹ và phương Tây cần thỏa hiệp với Việt Nam. Tác giả bình luận thêm, nhưng dù sao, chính sách hòa trung thân Mỹ vẫn còn đối mặt với một giai đoạn thử thách cam go. Liệu đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm Trung Quốc yên lòng khi giải thích rằng hệ thống các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam vẫn tuột hậu sau Trung Quốc hàng chục năm? Ngược lại, trong quan hệ đối với Hoa Kỳ, hãy chờ đến tháng 7 năm 2024 này, nếu Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và hàng hóa của Hà Nội xuất sang Mỹ vẫn bị xâm bờ soi để chịu đánh thuế cao, thì 401 tùy chưa thật hiệu quả. Ngoại giao cây tre lại đứng trước viễn cảnh mới bấp bền khi mà chính giới chuyên gia quốc tế cũng đánh giá măng tre vốn là món khoái khẩu nhất của gấu trúc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam có thể thành công trong việc vừa trấn an Trung Quốc, vừa vận động Mỹ hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Không có quy ước đạo đức nào bắt người ta phải trung thành với kẻ không tôn trọng mình. Ngày 10 tháng 4, Facebook cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn có bài Những ngôi sao bay đi bàn về tình trạng các bác sĩ giỏi lần lượt bỏ bệnh viện công ra đi. Thời báo chấm giới thiệu trích lược bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Một bác sĩ thuộc hàng đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh nhắn cho tôi, em đã nghỉ ở bệnh viện và về bệnh viện rồi anh nhé. Bệnh viện mà bác sĩ ấy nghĩ là một bệnh viện thuộc hàng thấp đầu của cả nước. Tôi thoáng buồn cho cái bệnh viện nơi chúng tôi đã từng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển chuyên môn. Những ngôi sao cứ rơi rụng giận. Tất nhiên, tre già thì măng mọc, ngôi sao này bay đi, sẽ có ngôi sao khác thế vô. Cái bệnh viện nơi chúng tôi đã từng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển chuyên môn, đã trở thành cái lò đào tạo và là nơi phát tán những ngôi sao. Danh tiếng mà bệnh viện có được hôm nay đều nhờ vào sự đóng góp của nhiều người, nhiều thế hệ bác sĩ, điều dưỡng và những nhân viên khác. Trong đó, phần đóng góp của các ngôi sao là không hề nhỏ. Thế nhưng, khi ai đó ra đi mà không phải là do thăng chức hay nghỉ hưu, đều bị coi như kẻ phản bội. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Tôi gọi điện hỏi thăm tại sao bạn ấy nghĩ, bạn ấy hỏi lại tôi, vậy anh muốn em làm ở đó hoài sao? Tất nhiên là ai thì trước sau gì cũng phải nghĩ, bệnh viện công mà, nhưng nói chuyện một hồi thì mới biết bệnh viện chẳng tôn trọng gì bạn ấy. Trong khi đó thì bao nhiêu nơi mời chào, lôi kéo với những hứa hẹn cả về đãi ngộ và mua sắm trang thiết bị phát triển chuyên môn. Khi tôi nghĩ bệnh viện công cảm nhận không được tôn trọng của tôi, không rõ ràng lắm. Sau khi nghỉ một thời gian, ra làm tư nhân, tôi dần nhận thấy suốt thời gian 20 năm làm việc trong bệnh viện công, mặc dù tôi coi đó là ngôi nhà thân yêu, là sự nghiệp, là danh dự thì họ, tức là nhà nước, bộ y tế là các cơ quan quản lý rất coi thường mình. Lý do thôi thúc tôi nghỉ khỏi bệnh viện công khi đó là tôi không thể phát triển chuyên môn được. Hơn 7 năm trời lay hoay tìm đủ mọi cách để áp dụng kỹ thuật này, kỹ thuật khác trong một cái bệnh viện có thể nói là to nhất nước, chuyên môn hàng đầu cả nước, nhưng tôi đã không thể làm gì được. Vậy mà, chỉ với 2 năm ra ngoài, trong một bệnh viện tư nhỏ và số vốn đầu tư ít ỏi của bản thân mình, tất nhiên là cộng với một chút may mắn, tôi đã làm được tất cả những gì áp ủ trong suốt 7 năm và còn làm thêm được một số việc khác nữa. Và đây là hình một bệnh viện công hàng đầu Việt Nam. Cái được lớn nhất của tôi là tầm nhìn được mở mang, ngay cả trong ngành nghề, mọi thứ được nhìn với con mắt chuyên nghiệp hơn từ tạo dựng hệ thống, quy trình chuyên môn, tổ chức chăm sóc, giao tiếp. Tôi ngộ ra được nhiều điều và chính vì những điều tôi ngộ ra đó, tôi mới nhận ra mình đã từng bị coi thường như thế nào. Họ trả cho tôi đồng lương chích đói và đòi hỏi thì vô biên. Toàn bộ nguồn sống của tôi là từ làm việc ngoài giờ. Tôi lấy tiền mình làm ra trong các thời gian ngoài giờ đó để mua sắm trang thiết bị, phục vụ cho công việc của bệnh viện nhưng họ không quan tâm đến chuyện ấy, lúc nào họ cũng sợ tôi lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về phòng mạch của mình. Khi gặp ông chủ tịch Rotary Club khu vực Kansai Nhật Bản, tôi cho ông ấy biết khó khăn của mình khi muốn phát triển chuyên môn. Ông đã gợi ý sẽ tặng bệnh viện nơi tôi làm việc một kính hiển vi phẫu thuật loại có thể mổ thần kinh, loại hàng đầu để tôi có thể mổ những ca phức tạp. Đoàn của ông qua thăm bệnh viện với ý định hỗ trợ nhiều hơn so với tặng một cái kính hiển vi phẫu thuật. Nhưng gặp sự căng thẳng, nạt nổ của anh công an phụ trách an ninh của bệnh viện, từ đó dẫn đến sự thờ ơ né tránh của lãnh đạo, các kính hiển vi phẫu thuật loại xịn đã trở thành hai cái kính loại chỉ dùng được cho phẫu thuật nhỏ. Không chỉ cá nhân tôi không được tôn trọng, không chỉ Rotary Club Kansai không được tôn trọng, mà chất lượng chuyên môn cũng không được tôn trọng, người bệnh lại càng không được tôn trọng. Ngành y thì ở đâu cũng là chữa bệnh cứu người, ở đâu cũng là cống hiến ở đâu cũng có điều kiện phát triển thì trụ lại. Ở đâu tôn trọng đúng mức thì gắn bỏ. Không có thứ văn hóa nào, không có quy ước đạo đức nào bắt chúng tôi phải trung thành với những kẻ không tôn trọng mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Không có quy ước đạo đức nào bắt người ta phải trung thành với kẻ không tôn trọng mình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.